Nội dung thứ 5 mà chúng ta nghiên cứu ở đây đó chính là ekip lãnh đạo. Thế thì ekip lãnh đạo là gì? Và cái cấu trúc tâm lý của ekip lãnh đạo cũng như là chúng ta xác định cái thủ lĩnh của ekip lãnh đạo. Thì cái vấn đề này chúng ta rất quan trọng. Đấy, từ cái việc là hình thành các cái tâm lý lãnh đạo, đúng không? Thế ekip lãnh đạo ở đây được hiểu là một nhóm nhỏ không chính thức của những người lãnh đạo của một đơn vị nào đó cùng tiến hành một hoạt động quản lý trên cơ sở là tương hợp tâm lý cao và phối hợp hành động với nhau chặt chẽ. Như vậy ekip lãnh đạo đây là một nhóm những người lãnh đạo, đúng không? Một nhóm những người lãnh đạo và những người đó cùng làm việc với nhau. Và đương nhiên các anh chị lưu ý là cái nhóm này sẽ làm việc hiệu quả nếu như họ có sự tương hợp tâm lý, đúng không? Nếu như họ có sự tương hợp tâm lý cao. Và ngược lại, nếu như một nhóm lãnh đạo của chúng ta mà bị dồn ép vào với nhau mà thiếu đi cái sự gọi là cái tương hợp tâm lý thì xin thưa anh chị, đây là một cái sự hết sức nguy hiểm. Đấy, chính vì vậy chúng ta nghiên cứu tâm lý lãnh đạo để gì ạ? Để xác định được một nhóm lãnh đạo, cái ekip lãnh đạo sao cho gì ạ? Có sự tương hợp tâm lý cao. Cái dấu hiệu của một ekip lãnh đạo thì bao gồm 3 cái dấu hiệu cơ bản. Thứ nhất, thì ekip lãnh đạo là một nhóm nhỏ của những người lãnh đạo. Và đương nhiên là một nhóm nhỏ của những người lãnh đạo phải thuộc cùng một đơn vị, cùng một cơ quan. Thứ hai là các thành viên cùng tiến hành một loạt các hoạt động là những hoạt động quản trị nói chung, đúng không ạ? Thứ ba, và cái điều này, cái dấu hiệu này rất quan trọng, đó là họ có sự tương hợp về tâm lý cao và cùng phối hợp hoạt động một cách chặt chẽ. Thế thì cấu trúc của tâm lý lãnh đạo thì bao gồm những nhân tố gì? Thì một cái hệ thống tâm lý lãnh đạo thì bao gồm cấu trúc như sau. Thứ nhất là trước tiên là phải có cái động cơ chung. Vâng, trước tiên phải có động cơ chung. Thứ hai là phải có chung mục đích. Đó, thứ ba là phải có các cái hành động chung. Đó, từ động cơ chung, từ mục đích chung thì mà có các hành động chung thì cái ekip lãnh đạo này sẽ có cái hiệu quả lãnh đạo rất là cao.